Thưa quý vị, vụ án mẹ dùng búa sát hại con trai ở Đắk Lắk đã từng gây ra một làn sóng xôn xao trong dư luận suốt một thời gian dài. Mới đây liên quan đến vụ việc, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố người phụ nữ này. Theo đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Hát Mỹ Niê 54 tuổi, trú tại xã Ea Tun, huyện Cư Mờ Ga, vì đã có hành vi dùng búa sát hại con trai. Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thể hiện Y Khai Nie, 27 tuổi, sống cùng bố mẹ nhưng lười lao động thường xuyên tụ tập ăn nhậu cùng bạn bè. Để có tiền ăn nhậu, Y Khai nhiều lần cầm cố xe máy, xin tiền mẹ ruột là bà Hờ Mỹm Khi bà Hờ Mỹm không cho tiền thì Y Khai chửi bới, đe dọa đến tính mạng. Đến ngày 13 tháng 3, Y Khai xin tiền bà Hờ Mĩm để đi ăn nhậu cùng bạn bè, nhưng bà Hờ Mĩm không đồng ý. Y Khai đã chửi bới và dùng Quốc đe dọa sẽ đánh bà Hờ Mĩm nên bà phải đưa cho con 500.000 đồng. Sau khi có tiền, khoảng 8 giờ sáng ngày 4 tháng 3, Y Khai điều khiển xe máy đi ăn nhậu cùng bạn bè. Đến khoảng 2 giờ ngày 5 tháng 3, Y Khai về nhà chửi bới bà Hờ Mĩm và xin 5 triệu đồng. Y Khai đe dọa nếu không cho tiền sẽ sát hại anh trai của Y Khai. Một lúc sau, Y Khai đi vào phòng nằm ngủ trên nệm. Vì bị Y Khai nhiều lần chửi bới mình và dọa sát hại người thân trong nhà, nên bà Hờ Mĩm đi vào phòng ngủ lấy một cây búa, rồi đi đến cạnh chỗ Y Khai nằm ngủ đánh Y Khai làm nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, bà Hờ Mĩm cởi áo khoác có dính máu, đem theo chiếc búa vào phòng ngủ cất giấu. Sau khi kiểm tra xác định Y Khai đã tử vong, bà Hờ Mĩm gọi điện cho các con và một số người thân thông báo Y Khai đã tử vong do té xe. Đến ngày 7 tháng 3, nhận thấy hành vi của mình là sai trái nên bà đã ra đầu thú tại công an xã Atun và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.